Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 h TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi đến từ tin tức 24 h TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin biển Đông nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau đây. Trung Quốc nổi đóa phản pháo loạt cáo buộc nóng của Mỹ tại Liên hợp quốc. Ông Trump tuyên bố bắt Trung Quốc trả giá vì Covid-19. Bắc Kinh im lặng. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc can quét bờ biển Nam Mỹ. Căng thẳng Mỹ-Trung đạt đến mức giống như thế chiến thứ nhất. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với những thông tin chính. Trung Quốc nổi đoá phản pháo loạt cáo buộc nóng của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Theo People.cn, Jay Blink, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, hôm mùng 7 tháng 10 tuyên bố, Mỹ một lần nữa đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc và lạm dụng nền tảng của Liên Hợp Quốc để tung tin thất thiệt, kích động đối đầu vì mục đích chính trị trong nước. Ông Tai nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối và hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc. Về những cáo buộc của Mỹ liên quan đến đại dịch COVID-19, ông Tai tuyên bố, Trung Quốc đã kiềm chế được căn bệnh này, trong khi ở Mỹ, số trường hợp được xác nhận mắc bệnh đã vượt qua 7 triệu người. Trong vài ngày qua, và chục người trong Nhà Trắng cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhấn mạnh rằng Trung Quốc chỉ ghi nhận số người chết vì COVID-19 hơn 210.000 người. Ông Dai cáo buộc chính phủ Mỹ nợ người dân một lời giải thích cho số lượng các ca mắc và tử vong vì COVID-19 lớn nhất thế giới. Theo ông đài việc đổ lỗi cho Trung Quốc gây ra đại dịch COVID-19 là sai lầm và vô trách nhiệm. Phó đại diện thường trú của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng thông tin, Tân Cương muốn ổn định và thịnh vượng xã hội, mọi người thuộc mọi sắc tộc ở đây sống hòa thuận với nhau. Có 24.400 nhà thờ hồi giáo ở Tân Cương, gấp 10 lần ở Mỹ. Từ năm 2010 đến 2018, dân số người duy ngôn nhĩ ở Tân Cương đã tăng từ 10,17 triệu lên 12,71 triệu người. Ông Trai cũng nhấn mạnh về việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, 80% cư dân địa phương tin rằng thành phố cảng sẽ an toàn hơn nhiều. Khi bạo loạn xảy ra ở Hồng Kông vào năm ngoái, tòa nhà quốc hội bị đập phá, các nghị sĩ bị tấn công, nhiều người bị thương và các doanh nghiệp tê liệt, cuộc sống của những người bình thường hoàn toàn hỗn loạn. Ông Trai cũng tuyên bố thêm rằng thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức và các quốc gia mong đợi các cường quốc gánh vác những trách nhiệm đặc biệt. Tuy nhiên, Mỹ lựa chọn đặt mình lên hàng đầu, rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm quan trọng, đe dọa và trừng phạt các quốc gia khác, phá hoại hợp tác đa phương. Ông trai nói, chúng tôi kêu gọi Mỹ từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và thanh kiến về ý thức hệ, ngừng truyền bá những lời nói dối và virus chính trị. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Ông Trump tuyên bố bắt Trung Quốc trả giá về COVID-19. Bắc Kinh im lặng. Theo SCMP, hai thông điệp trong vòng 24 giờ của ông Trump có đôi chút khác biệt, nhưng đều lấy bối cảnh là khuôn viên Nhà Trắng và đều nhắc đến Trung Quốc. Ông Trump sau đó còn xuất hiện trên Fox Business nói, Trung Quốc muốn làm tôi vui bởi vì họ biết tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ. Chúng ta phải gánh chịu điều này là vì họ, vì virus Trung Quốc. Ông Trump ám chỉ COVID-19 lây lan trên toàn cầu là do Trung Quốc. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng nhắc đến vấn đề này trong cuộc tranh luận với đối thủ Kamala Harris. Ông Pence nói, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì COVID-19. Tổng thống Trump không hài lòng về điều đó. Ông ấy đã nói rõ và hôm nay sẽ nói rõ một lần nữa. Ông Pence khẳng định, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc vì đã lợi dụng nước Mỹ suốt hàng thập kỷ. Bộ ngoại giao Trung Quốc không bình luận về những tuyên bố mới nhất của ông Trump. Ngày 8 tháng 10 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày ở Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không nhảy theo điệu của Mỹ và cũng không muốn rơi vào cuộc chiến tranh lạnh mới. Không chỉ cứng rắn với Trung Quốc, ông Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố nhắm đến ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Trump nói trên Fox Business: Tôi sẽ không phí thời gian tranh luận trực tuyến với Biden, đó không phải là tranh luận. Ngồi trước màn hình máy tính và tranh luận thì thật là lố bịch, đó là điều không thể chấp nhận được. Do ông Trump nhiễm COVID-19, ủy ban tranh luận tổng thống đề xuất vòng 2 sẽ tổ chức tranh luận trực tuyến, nhưng tổng thống Trump không đồng ý. Các học giả Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh nên áp dụng chiến thuật phi đối xứng để đối phó với hành động hung hăng của Mỹ, tránh khỏi một cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng. Thiang Trương jin nhà phân tích quan hệ quốc tế tại Đại học Hải Dương ở Trung Quốc nói, không thể nói là Trung Quốc phải chịu trách nhiệm được. Quan hệ Mỹ Trung chưa bao giờ tồi tệ như lúc này, nhưng chiến tranh thì khó có thể xảy ra. Ông Phan nói, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phải tập trung giải quyết các vấn đề trong nước, nhất là khi hàng loạt quan chức và cố vấn trong chính quyền Mỹ đã nhiễm virus. Nhưng ông Phan thừa nhận Ông Trump có thể coi đợt lây nhiễm ở Nhà Trắng lần này là vấn đề nghiêm trọng, làm thay đổi quan điểm của ông về Trung Quốc. Hiroshin, cựu quan chức Mỹ tại Bộ Tài chính nói, việc ông Trump chịu ảnh hưởng của COVID-19 là cơ sở để Tổng thống Mỹ gây sức ép mạnh hơn và dồn dập hơn nữa với Trung Quốc. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc can quét bờ biển Nam Mỹ Chính phủ Chile đang theo dõi chặt chẽ đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc dọc bờ biển Thái Bình Dương ở Nam Mỹ. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Chile Andrés Alamant ngày 8 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng và Hải quân Chile đang theo dõi hoạt động của đội tàu cá Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền tại vùng đặc quyền kinh tế của Chile. Theo Ngoại trưởng Chile, đội tàu cá Trung Quốc gồm khoảng 300 tàu thường xuyên xuất hiện ở Thái Bình Dương và hoạt động xung quanh vùng biển Peru. Đường bờ biển dài dọc Thái Bình Dương của Chile có trữ lượng lớn cá và hải sản. Đây cũng là nguồn thu nhập quan trọng cho ngư dân Chile. Hải quân Peru hồi tháng 9 thông báo đang theo dõi chặt chẽ 250 tàu cá Trung Quốc di chuyển ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ. Sự xuất hiện của các tàu cá này làm dấy lên lo ngại từ những người trong ngành đánh bắt hải sản Peru, đồng thời dẫn tới một cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội Twitter giữa Washington và Bắc Kinh. Trước đó, đội tàu Trung Quốc từng đánh bắt mực cỡ lớn ở gần quần đảo Galapagos của Ecuador, buộc hải quân Ecuador phải triển khai máy bay tới khu vực đội tàu cá Trung Quốc đang hoạt động, đồng thời điều các tàu tuần tra quân sự tới giám sát các tàu Trung Quốc. Quân đảo Galapagos, nơi cách biển Ecuador khoảng 1.000 km, là khu vực có nhiều loại sinh vật hiếm, bao gồm rùa khổng lồ. Galapagos cũng là nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1978. Đại sứ quán Mỹ ở Peru viết trên Twitter rằng các tàu Trung Quốc có lịch sử tranh né việc bị theo dõi và dường như thường vứt rác thải nhựa xuống biển. Đại sứ quán Trung Quốc sau đó đáp trả rằng họ rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và đại dương. Chỉ huy lực lượng tuần duyên Peru Jacques Porto Carrero cho biết đội tàu của Trung Quốc không tập trung một khu vực mà xuất hiện rải rác xung quanh khu vực gần vùng biển của Peru. Quan chức Peru cũng cho biết đội tàu Trung Quốc xuất hiện ở Thái Bình Dương trong nhiều năm qua, di chuyển từ Bắc Chile, khu vực gần bờ Peru cho tới gần quần đảo Galapagos, tùy thuộc vào đường di chuyển của đàn mực. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 9, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ chỉ trích lực lượng tàu đánh bắt có vũ trang được cho là dân quân biển của Trung Quốc. Đội tàu cá Trung Quốc ước tính có khoảng 17.000 tàu, trong đó hơn 12.000 tàu hoạt động tại các vùng biển không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Theo báo cáo do Viện Phát triển Hải ngoại có trụ sở tại London Anh công bố hồi tháng 6, Trung Quốc là nước góp phần lớn nhất tạo ra cuộc khủng hoảng nghề cá toàn cầu vì nước này có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất thế giới. Trên bảng xếp hạng chỉ số đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không kiểm soát IUU năm 2019 do Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia công bố, Trung Quốc cũng là nước có chỉ số kém nhất. Đội tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc là thường xuyên dính líu đến các hoạt động khai thác quá mức, nhắm vào các loài cá có nguy cơ tuyệt chủng, xâm phạm quyền tài phán trên biển, sử dụng giấy tờ đánh bắt và cấp phép giả, cưỡng ép lao động trên tàu. Theo SCMP, ecuador dự kiến sẽ thiết lập một hành lang bảo tồn biển với các nước láng giềng ở thái bình dương gồm costa rica panama và colombia để phong tỏa các khu vực đa dạng biển quan trọng ecuador cũng tổ chức một cuộc họp ngoại giao với chile peru colombia và panama để gửi công hàm phản đối trung quốc về hoạt động của các tàu cá về phần mình trung quốc tuyên bố họ là quốc gia đánh bắt có trách nhiệm và không dung thứ cho các hành vi đánh bắt trái phép Đại sứ quán Trung Quốc tại Ecuador khẳng định, tất cả tàu cá Trung Quốc đều hoạt động hợp pháp và không gây ra mối đe dọa với bất kỳ ai. Căng thẳng Mỹ-Trung đạt đến mức giống như trước Thế chiến thứ nhất Mỹ cần phải đánh giá lại chiến lược và đàm phán với Trung Quốc để giới hạn phạm vi cạnh tranh, vì căng thẳng hiện tại giống như tình hình thế giới ở thời điểm trước Thế chiến thứ nhất. Đây là lời nhận định của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vào ngày 8 tháng 10, theo báo Nga Reuters, Kissinger là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dưới thời chính quyền Nixon, là người chủ trương xây dựng mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung. Ông Kissinger nói, các nhà lãnh đạo của chúng ta và lãnh đạo của họ cần phải thảo luận về những giới hạn để không đạt đến mức tạo thành mối đe dọa và định nghĩa rõ ràng các giới hạn này. Ông Kissinger cảnh báo, có những ý kiến cho rằng điều này là không thể, nhưng nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh giống như trước Thế chiến thứ nhất. Cựu ngoại trưởng Mỹ nói, sự phát triển của công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI đã mở ra một bước tiến nhảy vọt có thể không giống với bất kỳ công nghệ nào kể từ khi báo in ra đời, khiến thế giới trở nên quá phức tạp đối với chủ nghĩa đơn phương. Washington cần một cách nghĩ mới, vì ngày nay không quốc gia nào có thể đơn phương chiếm ưu thế cả về quân sự và kinh tế đến mức không ai có thể đe dọa. Ông Kissinger nói thêm, đây là thách thức lớn đối với bất kỳ chính quyền nào và nó không phải là thách thức của đảng phái mà là thách thức mang tính lịch sử bởi vì chúng ta không thể cứ đánh giá lại sau 4 đến 8 năm. Nếu không làm rõ được vấn đề này thì không thể đàm phán với các nước khác. Cựu ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố trong một sự kiện kinh tế tổ chức tại New York, nhà kinh tế học John Williams, chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York là khách mời trong sự kiện. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối đầu với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, cũng như vấn đề đại dịch COVID-19. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!